Công an tỉnh Đắk Lắc báo cáo kết quả trong 40 ngày, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắc đã thu hồi được 4.576 vũ khí, gồm 1.276 súng các loại, hơn 2.600 viên đạn cùng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 5,2 kg đạn chỉ, 1,7 kg thuốc nổ từ người dân. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết, Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ. Điển hình như công an huyện Ia O Leo có cách làm hay là lấy nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm hỗ trợ động viên, khích lệ nhân dân để đổi lấy súng đạn, các loại vũ khí. Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Đức và Trần Đức Trung cùng 25 tuổi chú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra làm rõ hành vi phạm tội liên quan đến vụ giết người xảy ra tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, xảy ra vào dạng sáng ngày 20 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân cùng một số đối tượng khác đột nhập vào nhà của Võ Văn Đức để trộm cắp tài sản thì bị Đức phát hiện dùng hung khí truy đuổi dẫn đến tử vong. Hiện công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, xác định hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan. Công an huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng vừa truy bắt thành công Nguyễn Minh Trường, sinh năm 2001, thường trú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ông L.T.D., chú huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, trình báo việc bị mất cắp chiếc xe máy. Sau đó, công an xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Minh Trường mới đến làm việc ở thị trấn Cát Bà và sử dụng tên gọi là Long. Trước khi đến Cát Bà, Trường là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh ban đầu, Trường khai nhận đã tiêu thụ xe máy của ông T với giá 10,5 triệu đồng. Đối tượng cũng khai nhận bản thân đã thực hiện chót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy khác ở một số tỉnh cho đến khi bị bắt. Ngày 20 tháng 7, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xử bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng Cục Quản lý Thị trường, cùng 35 bị cáo khác trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, mua giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng liên quan việc không xử lý triệt đề công ty Phú Hưng Phát do bị cáo Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc khi phát hiện hơn 27.300 cuốn sách giáo khoa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Trần Hùng Khai đã đuổi người đưa hối lộ ra khỏi phòng làm việc và dọa báo công an, bị cáo khẳng định viện kiểm sát quy kết mình nhận hối lộ là không đúng trong khi đó bị cáo nguyễn duy hải người đưa hối lộ lại khai đã đưa tiền cho ông trần hùng